Chào mừng các bạn đến với kênh Minuzi Vlog. Thì trong cái video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái cối xay gió nha các bạn. Với cái Rubik Snack 36. Cái này thì khá là đơn giản nên mình nghĩ là các bạn sau khi xem mình làm xong một lượt thì các bạn có thể làm theo được. Rồi sau khi scramble cái cục Rubik Snack 36 này á thì các bạn để Rubik như thế này cho mình ha. Tức là cái đầu bên trái nó sẽ hướng lên như vậy ha. Rồi, mình sẽ làm từ bên trái sang phải. Các bạn đếm cho mình nè, ô đầu tiên nè, số 1 ha. Các bạn xoay lên cho mình một lần, hai lần. Tiếp tục những ô tam giác hàng ngang. Ô đầu tiên, các bạn xoay cho mình xoay xuống một lần, hai lần. Đó, như vậy là được ha. Rồi, tiếp tục các bạn đếm cho mình. 1 2. Ô số 2, các bạn xoay lên cho mình một lần. Tiếp tục các bạn đếm cho mình ô đầu tiên, các bạn xoay lên cho mình một lần. Tiếp tục vẫn là những ô tam giác hàng ngang, các bạn đếm cho mình 1 2 ô số 2, các bạn xoay lên cho mình một lần, hai lần. Rồi, tiếp tục các bạn đếm cho mình ô tam giác đầu tiên, các bạn xoay lên cho mình một lần nè, hai lần. Đó, được như vậy là đúng nha các bạn. Rồi, tiếp tục các bạn đếm cho mình 1, 2, 3, ô số 3 nè. Các bạn xoay lên cho mình một lần. Rồi, tiếp tục những ô tam giác hàng ngang, các bạn đếm cho mình ô đầu tiên nè. Các bạn xoay xuống cho mình một lần. Đó. Rồi, tiếp tục các bạn đếm cho mình 1, 2, 3, ô số 3 nè. Các bạn xoay xuống cho mình một lần, hai lần. Đó, tạo ra hình như vậy là đúng nha các bạn. Rồi, tiếp tục các bạn đếm những ô tam giác hàng ngang cho mình ha. Là ô số 1, ô số 2. Ô số 2 ha. Các bạn xoay xuống cho mình một lần, hai lần. Đến đây á thì các bạn xoay xuống có nó có vẻ hơi bị dướng như thế này đúng không? Thì mình làm thêm một động tác nữa này thì nó sẽ khớp. Tức là mình sẽ làm cho tam giác này nè. Và tam giác này nè, nó sẽ ghép với nhau ha. Mình đếm 1 2 3 ô số 3 nè. Các bạn xoay lên cho mình, đồng thời các bạn đẩy vào. Đó, thì nó là khớp với nhau. Rồi, tiếp tục các bạn nhìn những ô tam giác hàng ngang cho mình ha. Các bạn đếm 1 2 ô số 2 nè. Các bạn xoay lên cho mình một lần. Đó, như vậy là được nha các bạn. Như vậy là đúng nha các bạn. Rồi, tiếp tục mình hướng về mặt cái tam giác nè. Đồng thời mình đưa cái cục này nè quay xuống dưới như thế này ha. Rồi, các bạn đếm cho mình 1 2 ô số 2 nè. Các bạn xoay xuống cho mình một lần nè, hai lần nè. Đó, như vậy là đúng nha các bạn. Rồi, tiếp tục các bạn nhìn vô tam giác hàng ngang cho mình, các bạn đếm cho mình 1 2 ô số 2 nè, các bạn xoay xuống cho mình nè, một lần, hai lần. Thì đến đây các bạn nhìn thấy không? Có vẻ là nó không được khớp lắm đúng không? Thì mình làm một động tác này nữa thì mình sẽ làm cho cái ô tam giác trắng này nè với tam giác này nó khớp với nhau ha. Các bạn đếm cho mình từ trên xuống hàng dọc những ô tam giác hàng dọc nha. 1 2 3 4 ô số 4 nè. Các bạn xoay về phía sau đồng thời nè, các bạn đẩy vào. Đó, vậy là nó đã khớp. Đó, vậy là cơ bản chúng ta đã hoàn thành được cái những cánh quạt của cối xay gió ha. Rồi, tiếp tục các bạn nhìn những ô tam giác hàng dọc nhé. Các bạn đếm cho mình 1 2 3 4 5 ô số 5 nè. Ô số 5, các bạn xoay lên cho mình một lần, hai lần. Rồi, tiếp tục. Các bạn đếm cho mình những ô tam giác hàng ngang nhé. 1 2 ô số 2 nè. Các bạn xoay lên cho mình một lần nè. Rồi, tiếp tục mình hướng về mặt cái tam giác nè. Các bạn đếm cho mình 1 2 ô tam giác số 2 nè. Các bạn xoay xuống cho mình một lần, hai lần. Đó, rồi tiếp tục mình nhìn những ô tam giác hàng ngang nè. Các bạn đếm cho mình 1 2 ô số 2 nè. Các bạn xoay vào trong cho mình một lần. Đó, vậy là chúng ta đã hoàn thành cái cối xay gió rồi các bạn. Khá là đơn giản đúng không? Đó. Rất là đơn giản. Thì các bạn chỉ cần chịu khó chú ý quan sát thì các bạn sẽ làm được thôi. Mình chúc các bạn thành công nha. Nếu các bạn thấy video này hay, các bạn hãy like và subscribe kênh mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn thành công.